À, nó cực thì cực nhưng mà nó dễ chứ, dễ cái nước là mình ướt lọt rồi mình có tiền cho nó cực dữ lắm cực. Bởi vì bắt mồi gì ra rồi tới bắt đầu đi xỏ xỏ rồi đặt rồi có đi bắt mồi, nói chung ra thì nó cực hơn mình đi mần với người ta. Mần người ta thí dụ chiều về mình nghỉ rồi, con ngày là mình đâu có nghỉ, con gì đây tới nước lớn có mình đi đặt nữa rồi, mình đâu có nghỉ giờ nào đâu. Mà đặt là thí dụ cái gốc đó nó trong cái lùm cái bụi đó đặt mới được, còn cái trống lỏng là đặt là không có cá. Ví dụ mình đặt hết lợp mệt khỏe thì đặt hết lợp thì kiếm 4-5 kg, còn không hết lợp thì 2-3 kg, vì tiền xăng với tiền ăn uống thì cũng hết đủ trong ngày vậy thôi, có nhiêu đó làm hoài. Chứ ở dưới sông này thì nếu mà mùa này thì bắt được cá chày dinh, cá lăng, cá gô phi, cá dảnh, còn cái mùa kia lên đồng á, lên đồng lên ruộng á nó mới có cá lóc, cá chê, cá sặc. Những người mà cao tuổi như tôi làm đi làm ruộng đồ không nổi thì mình kiếm cái nghề này để cho sống cho nó thoải mái chút, khỏi sinh con sinh cháu á, bám theo cái dòng sông này nó dễ sống mà nó tùy theo cái nghề, giăng lưới cũng sống được nè. Rồi mấy ông đặt lú ở dưới sông á, mấy ông đó là bây giờ là sống khỏe, mà cái đó phải trẻ mới được chứ còn già già không làm cái đó nổi. Nhưng mà hồi năm tôi mới xuống năm đầu tiên thì nó nói chung rất nhiều. Nhưng mà qua gần hết một năm đó có lai gai xịt xuống rồi bắt đầu là tới năm nay nói chung ra là khó. Ví dụ mà đó mình đặt không biết đặt, mình đặt dở đi cũng kiếm 2-3 kg được. Bây giờ mà đặt dở là dở lụp không, không có cá. Chắc có lẽ là cá không có hết nhưng mà một ngày nó ít hoài tới. Đó, nó vậy. Cái thời sau khoảng chừng 5-10 năm sau cá với sông mày cũng hơi lo cho cái đám cháu của đằng cháu rồi.